Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn về phần cộng trừ, nhân, ma trận và cách tính định thức. Đầu tiên, thứ nhất là mình sẽ có phép cộng trừ ma trận. Thì ở đây nó cũng đơn giản là các bạn làm phép cộng và phép trừ như phép toán bình thường. Ở đây ví dụ mình sẽ cho ma trận A này là 120, 250. Ở đây kích cỡ là hàng nhân cột thì mình sẽ có là 2 × 3. Tương tự ma trận B, (1, 2, 1, 2, 1, 2) yêu cầu tính A cộng B và A trừ B. Thì đầu tiên A cộng B thì mình sẽ lấy từng phần tử, mình cộng lại là mình sẽ ra cộng hoặc trừ tùy về đề bài nhé. Đầu tiên mình sẽ có A cộng B bằng, mình sẽ lấy phần tử thứ nhất của ma trận A cộng phần tử thứ nhất của ma trận B, sẽ tương tự là có 1 cộng với cả (-1) sẽ là 0. Tương tự 2 cộng 2 sẽ là 4. 0 cộng 1 thì nó sẽ là 1. Đó, tiếp theo 2 cộng (-2) sẽ là 0. 5 cộng 1 là 6. 0 cộng 2 2. Đó là phép A cộng B. Tương tự với A trừ B thì nó cũng như vậy, mình lấy từng phần tử của ma trận này làm cộng hoặc trừ đối với các phần tử của ma trận kia. Rồi mình sẽ có A trừ B. A trừ B thì tương tự 1 trừ đi (-1) 2. 2 trừ 2 0 trừ 1 2 trừ đi trừ 2 này 5 trừ 1 này và 0 trừ 2 là (-2). Đây là kết quả của hai ma trận A trừ B. Người ta yêu cầu tiếp theo là tính A mũ T, B mũ T, vân vân. Thì cái mũ T của nó là như thế nào? Ban đầu mình có ma trận A là ma trận như này. A mũ T nghĩa là mình sẽ đổi hàng và đổi cột là như thế này nhá. A mũ T ở đây mình sẽ có bằng. Đầu tiên mình có hàng thứ nhất là 1, 2, 0. Thì mình đưa hàng 1 thành cột 1, đổi hàng và đổi cột thôi. Thì đưa hàng 1 này thành cột 1, mình sẽ có cột thứ nhất là 1, 2, 0. Tương tự ở đây 2, 5, 0 là hàng thứ 2 của ma trận A, mình sẽ đưa nó về cột 2, sẽ là 2, 5, 0. Vậy mình đã xong A mũ T rồi. Tương tự B mũ T cũng vậy này. B mũ T, cột thứ nhất mình sẽ có là (-1, 2, 1 này, (-2, 1, 2). Còn các phép này thì các bạn có thể tự làm được nhá. A cộng B mũ T nghĩa là mình sẽ lấy cái kết quả ở trong ngoặc trước, sau đó mình mới đổi hàng và đổi cột. A cộng B mũ T thì mình sẽ có A cộng B là kết quả đây rồi. Mũ T thì mình sẽ đưa hàng 1 thành cột 1, tương tự so với A mũ T, B mũ T. Còn A mũ T cộng với B mũ T thì sao? Thì mình có A mũ T đây, B mũ T đây, cộng lại hai ma trận này lại với nhau thì mình sẽ có cái kết quả hoặc trừ nhá, tùy vào đề bài. Các phần này các bạn tự làm nốt. Bây giờ mình sang phần 2 luôn, là cái phần khó hơn một chút, là phép nhân ma trận này. Phép nhân ma trận ở đây thì ví dụ, đúng không? Người ta yêu cầu tính A nhân B và B nhân A. Nhận xét là mình sẽ lấy đề bài AB ở bên phần mục 1 luôn. Cách tính nhân ma trận nó sẽ là lấy hàng nhân cột tương ứng. Đó, nó khó hơn ở chỗ đó. Đây nhá, mình sẽ viết lại này. Tính A nhân B thì viết lại ma trận A nhá. Ma trận A là 1, 2, 0, 2, 5, 0. Nhân với ma trận B, (-1), (-2), 2, 1, 1, 2 này. Đó, đầu tiên tính A nhân B trước nha. Đây là A nhân B này. Đây là ma trận A, đây là ma trận B. Tính như nào? Đầu tiên lấy hàng 1 nhân cột 1, đúng không? Nhưng mà ở đây mình có một lưu ý đầu tiên là các bạn, hai ma trận này không nhân được với nhau. Tại sao? Vì nhá, ở đây là ma trận cỡ 2 × 3 này. Đây là ma trận cỡ 2 × 3. Thì mình sẽ có
cuối của ma trận, đầu cuối của ma trận này là thằng số 3 và đầu của ma trận này là thằng số 2. Hai thằng này phải bằng nhau thì ma trận mới nhân được. Còn hai thằng này mà khác nhau thì sẽ không nhân được ma trận. Đó. Vậy thì cái này sẽ không ra kết quả. Tương tự ở B nhân A cũng như vậy, tại vì hai ma trận này đều kích 2 nhân 3 thì mình sẽ không nhân được. Mình sẽ lấy một ví dụ khác. Ví dụ này, mình sẽ cho ma trận C bằng 1, 2, 2, 4 đi. Đây là ma trận C này. Ma trận D sẽ bằng 1, 4, 7, 9 đi. Yêu cầu lấy C nhân D. Yêu cầu nhá, tính CD. C nhân D này và D nhân C. Sau đó nhận xét kết quả thu được. Được chưa? Đây là lưu ý đầu tiên là thằng cuối của ma trận này và thằng đầu của ma trận kia phải là hai số bằng nhau thì mới nhân được. Đây là lưu ý thứ nhất. Tiếp theo mình sẽ tính cái C nhân D và D nhân C này. C nhân D sẽ bằng như sau. Viết ma trận C trước. 1, 2, 2, 4 nhân với ma trận 1, 7, 4, 9 bằng lấy thằng hàng đầu tiên nhân với cột đầu tiên. Hàng đầu tiên là 1, 2 nhân với cột đầu tiên là 1, 4. Mình sẽ có là 1 nhân 1 cộng với 2 nhân 4. Đấy. 1 nhân 1 cộng 2 nhân 4. Tương tự hàng 1 nhân với cột 2. Hàng 2 gồm 1, hàng 2 cột 2. Nó sẽ như vậy. Bây giờ đến hàng 1 cột 2 nhá. Vừa nãy là 1, 2, 1, 4. Đây sẽ là 1, 2, 7, 9. Thì nó sẽ ở vị trí này. 1 nhân 7 cộng 2 nhân 9. Tiếp theo 2, 1, 4, 4 đúng không? 2 nhân 1 cộng 4 nhân 4 này. Tiếp theo 2, 7, 4, 9. 2 nhân 7 cộng 4 nhân 9 này bằng. Bước này chỉ là bước nhẩm thôi, mình sẽ viết ra cho các bạn hình dung ra là cách làm của nó sẽ như thế nào. Chứ thực ra phần này khi đi thi ấy, người ta còn tính phép nhân đúng không? Mình viết tới đây, viết trực tiếp lại xuống kết quả luôn, không cần phải ghi đoạn giữa, nó khá là mất thời gian. Đó. Mình sẽ có này, ở vị trí đầu tiên 1 cộng với 8 là 9 này. Tiếp theo 7 cộng với 18 25. 2 cộng 16 18 này. 14 này cộng với 36 14 cộng 36 50. Đấy. Ma trận C nhân D kết quả sẽ là 9, 25, 18, 50. Tương tự D nhân C thì mình sẽ biết ma trận D trước. Ma trận D là 1, 4, 7, 9 này. 1, 4, 7, 9 nhân với ma trận C là 1, 2, 2, 4 bằng. Ở đây mình có thể nhầm luôn, nhầm vào đây là kết quả luôn. 1, 1 x 1 cộng 7 x 2 là 1 này, cộng 14 là 15. Tiếp theo 2 cộng với 28, 30. 4 cộng 18 là 22. 8 cộng với 36 là 44. Đúng chưa? Thì người ta yêu cầu là nhận xét nữa. Nhận xét có nghĩa là nhận xét kết quả của hai phép nhân này thì như thế nào. Đó. Thì đầu tiên phép nhân thứ nhất nó sẽ có kết quả là 9, 25, 18 và 50. Kết quả thứ hai là 15, 30, 22 và 44. Nó khác hoàn toàn so với nhau đúng không? Thì mình sẽ kết luận là ở cái môn đại số tuyến tính này thì phép nhân ma trận không có tính chất giao hoán. Được chưa? Không có tính chất giao hoán. Đây là không có tính chất giao hoán, được chưa?